Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của tin tức mới và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi nhé! Bộ Quốc phòng bàn giao 30 xe cứu thương tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh Sáng ngày 23 tháng 8, 30 xe cứu thương cùng tài xế đã được Bộ Quốc phòng bàn giao cho Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường cho công tác chống dịch của thành phố trong cao điểm siết chặt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ hôm nay. Được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 30 chiếc xe cứu thương cùng tài xế và nhân viên quân y theo xe cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 30 xe cứu thương kèm 30 lái xe và 30 nhân viên quân y được bàn giao đợt này trực thuộc các đơn vị quân y thuộc quân khu 9 và quân khu 7. Trong đợt này cùng tham gia với lực lượng quân y Bộ Quốc phòng còn có đội ngũ cựu chiến binh là các y bác sĩ quân y đã nghỉ hưu, không quản khó khăn nguy hiểm, tình nguyện cùng với lực lượng y tế trên tuyến đầu tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm, khám bệnh và điều trị chăm sóc cho những người bệnh COVID-19 đang điều trị. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định sẽ có thêm đội ngũ cứu thương và đội ngũ cựu quân y sẽ giúp giảm tải rất nhiều cho đội ngũ y tế địa phương trong việc vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 đi điều trị. Sau buổi tiếp nhận, 30 xe cứu thương sẽ được Sở Y tế thành phố bàn giao về cho Trung tâm cấp cứu 115 và các bệnh viện giã chiến thu dung và điều trị COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh phục vụ ngay nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Tin tức mới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.